quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hưng. Và ngày hôm nay tại Kia Đống Đa, em Hưng sẽ giới thiệu tới quý anh chị một mẫu xe có doanh số bán tốt nhất của nhà Kia, đó chính là chiếc Kia Carnival. Và trước mặt mọi người đây đang là chiếc Kia Carnival phiên bản 2.2 máy dầu Signature. Đây cũng là phiên bản mà có nhiều trang bị cũng như là được nhiều khách hàng lựa chọn nhất trong tất cả 5 phiên bản. Vậy thì tại sao mà chiếc xe này lại có doanh số bán tốt đến như vậy? Thì hôm nay em Hưng sẽ cùng anh chị tìm hiểu. Đây là có thể gọi là một chiếc xe mà có tổng thể kích thước là dài và rộng nhất phân khúc, thì rất thích hợp cho những hộ gia đình mà đông người cũng như là các công ty doanh nghiệp mà mình thường xuyên có những chuyến công tác xa. Mọi người có thể nhìn thấy là về khoang của hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ ba, nếu như anh chị mình ngồi vào hàng ghế thứ ba này thì hoàn toàn có thể duỗi chân thoải mái. Là em tiếp theo có thể nhắc tới đó chính là về giá. Về một chiếc xe SUV đô thị mà trong phân khúc thì có lẽ là Carnival sẽ không có đối thủ. Nhưng anh chị có thể mường tượng tới chiếc Toyota Alphard. Về giá thì chiếc Toyota Alphard sẽ có giá là hơn 4 tỷ đồng. Còn chiếc Kia Carnival này chỉ có giá là khoảng 1 tỷ 400 triệu. Thì đương nhiên là chiếc Toyota Alphard thì nó sẽ có những cái ưu điểm về thương hiệu cũng như là về tiện nghi nội thất thì sẽ không thể so sánh được vì cái khoảng giá nó chênh nhau quá xa. Nhưng để có một chiếc SUV đô thị rộng rãi, đầy đủ tiện ích thì thay vì việc phải bỏ ra hơn 4 tỷ đồng, em nhớ không chính xác đó chính là khoảng 4 tỷ tư, anh chị có thể tiết kiệm ngay 3 tỷ khi mình chọn ngay chiếc xe Kia Carnival bản 2.2 máy dầu Signature này. Tại chiếc Carnival này đang được Thaco phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, bao gồm 4 phiên bản máy dầu và 1 phiên bản máy xăng. Đầu tiên đó chính là bản 2.2 Luxury 8 ghế có giá là 1 tỷ 219 triệu đồng. Tiếp theo là bản 2.2 Premium 8 ghế có giá là 1 tỷ 309 triệu. Bản 2.2 Premium 7 chỗ có giá là 1 tỷ 359 triệu. Và trước mặt anh chị đây đó chính là bản 2.2 máy dầu Signature có giá là 1 tỷ 439 triệu. Và một phiên bản máy xăng 3.5 có giá là 1 tỷ 839 triệu. Thì tại sao mà hôm nay em Hưng lại muốn giới thiệu tới quý anh chị chiếc Kia Carnival phiên bản 2.2 Signature này? Thì ở phiên bản này, như em Hưng đã nói ở đầu video, thì đây là phiên bản mà bán chạy nhất của Kia Carnival. Vậy thì tại sao mà phiên bản này lại bán tốt nhất trong 5 phiên bản? Thì sẽ có những lý do sau đây. Đầu tiên đó chính là về trang bị tiện nghi. Về trang bị tiện nghi sẽ có những trang bị chỉ duy nhất có trên bản 2.2 mà sẽ không có, chỉ duy nhất có trên phiên bản 2.2 Signature này và sẽ không có trên các trang bị khác. Đầu tiên đó chính là về trang bị, sẽ có những trang bị duy nhất chỉ có trên bản 2.2 Signature này và không có ở những phiên bản còn lại. Anh chị có thể nhìn thấy là về phần đèn thì chúng ta sẽ có là đèn pha thích ứng thông minh. Tiếp theo đó chính là cửa sổ trời dạng đôi, thì chỉ có ở hai phiên bản cao nhất, đó chính là bản 2.2 Signature và bản 3.5 Signature. Các cái công nghệ an toàn kiểm soát hành trình thông minh cũng sẽ chỉ duy nhất có ở trên hai bản cao cấp nhất, đó chính là bản 2.2 Signature và bản 3.5 Signature. Và một trang bị cuối cùng cũng rất là giá trị, đó chính là 12 loa bâu, cũng sẽ chỉ được trang bị ở trên hai phiên bản cao cấp nhất. Thì tại làm sao thì em Hưng lại đánh giá đây là một phiên bản đáng mua nhất? Thì đương nhiên là những trang bị như thế thì bản 2.2 máy dầu này có và bản 3.5 máy xăng cũng sẽ có. Nhưng cái phiên bản này em đánh giá là đáng mua hơn vì những lý do sau. Về trang bị thì hai phiên bản là hoàn toàn giống nhau. Về giá thì bản máy dầu này đã thấp hơn bản máy xăng là 400 triệu đồng. Về các cái trang bị thì như nhau nhưng mà lại tiết kiệm được 400 triệu. Tiết kiệm được 400 triệu. Tiếp theo nữa đó chính là về cái tính tiêu hao nhiên liệu. Tính tiêu hao nhiên liệu của bản máy dầu 2.2 này sẽ thấp hơn rất nhiều. Theo em Hưng tạm tính thì nó sẽ chỉ bằng một nửa so với bản 3.5 máy xăng thôi. Thì đó là lý do làm sao mà đây là phiên bản được ưa chuộng nhất của Kia Carnival. Trên đây là những điểm đặc biệt mà chỉ có trên phiên bản 2.2 Signature này. Về tổng thể của chiếc xe cũng như là về review chi tiết nội ngoại thất thì em Hưng xin phép sẽ gửi tới quý anh chị một video tiếp theo trên kênh YouTube của em Hưng Auto. Kết thúc video ở đây, em Hưng xin chào và xin hẹn gặp lại quý anh chị. Nếu như mình có nhu cầu muốn tham khảo giá cũng như là về các dòng xe Kia, đặc biệt là chiếc Kia Carnival này, anh chị hãy liên hệ ngay cho em qua số hotline em Hưng có để ở bên dưới. Em Hưng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị tại các video tiếp theo.